anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Mình và anh Tiến ngày hôm nay sẽ cùng nhau quay trở lại với số hỏi đáp số 8. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi của bạn Nam Văn: cho em hỏi bộ nguồn hoạt động nóng nhất là phần nào, và nếu nóng quá thì có tự ngắt hay không ạ? Thực ra về mặt kỹ thuật thì là bộ nguồn nó sẽ có hai thành phần chính là phần sơ cấp và phần thứ cấp. Đối với các cái bộ nguồn ấy thì cái phần mà phần thứ cấp là sẽ là hoạt động nóng nhất. Thì trong cái quá trình hoạt động cái phần thứ cấp này nó nóng, nhưng mà nó lại có bị tắt hay không ấy, thì nó liên quan đến cái chế độ giám sát trên cái bộ nguồn, tức là ISO supervisor. Thì đối với những cái bộ nguồn tầm thấp và cơ bản thì hầu như là không, ISO supervisor nó không được trang bị cái tính năng OTB, tức là tính năng bảo vệ quá nhiệt. Thì kể cả các bạn có chạy lên 100 độ thì cái không, tại vì cái tính năng của IC nó không có thì nó cũng không tự tắt. Còn đối với những cái bộ nguồn trung và cao cấp thì nó sẽ được trang bị nhiều hơn nhiều chế độ bảo vệ. Và đương nhiên là OTB là một trong những cái tính năng bảo vệ được trang bị ở những bộ nguồn này. Và cái câu chuyện của bạn Nam Văn nói ấy, thì có hoặc không đều đúng trong trường hợp này. Tức là đối với bạn mà sử dụng bộ nguồn cơ bản thì mình khẳng định với bạn là không tự tắt. Còn nếu các bạn sử dụng các bộ nguồn tầm trung và cao thì yên tâm là nóng quá nó sẽ tự ngắt để bảo vệ bộ nguồn và các linh kiện. Vậy thì bạn Nam Văn, bạn đã có một giải đáp cho những cái câu hỏi liên quan bộ nguồn các bạn. Nói chung là hầu hết những cái bộ nguồn cơ bản, nếu những anh em nào mà lắp đặt đúng cách mà để trên vỏ case nó thông thoáng ấy thì sẽ không gặp cái tình trạng đấy. Còn nếu mà ông nào mà cái đáy của nó mà ông cong bỏ luôn đi, cong xếp xuống nó không hút gió được thì câu chuyện là câu chuyện khác rồi. Câu hỏi số 2 của bạn Văn Hải: anh cho em hỏi, em thấy một người nhắc tới PL của Intel, vậy PL là gì? Cái này thì liên quan đến cái giá trị TDB, tức là mức công suất thiết kế nhiệt của từng vi xử lý và lựa chọn tán nhiệt. Thì bây giờ từ viết tắt của power limit, và cái này là một cái vấn đề đặc tả kỹ thuật mà Intel đưa cho rất nhiều đời vi xử lý. Sau đó thì hiện tại đối với các đời mà trước Intel Gen 12 ấy, thì chúng ta sẽ là có 3 biến kỹ thuật, là trong đó là BL1, BL2 và Tau. Thì BL1 là một trong những cái mà giá trị tương ứng với giá trị TDB, tức là cái mức mà thiết kế nhiệt mà đạt được trong thời gian dài. Ở trên trang chủ họ cũng họ ghi ví như là TDB BL1 của 10.900K là 125W chẳng hạn, thì mức BL1 và TDB sẽ tương ứng như nhau là 125W. Còn mức BL2 tức là một cái mức công suất mà nó không phải là cái mức mà đạt được trong thời gian dài, tức là nó chỉ đạt được một cái thời gian cố định, tức là cái mức nhiệt nó bích lên một thời gian, một thời điểm nhất định dựa theo cái tau, tức là một cái biến thời gian. Thì đối với Intel Gen 12 ấy, thì Intel đã nói rằng là BL1 bằng BL2 là bằng cái mức gọi là mức maximum turbo power, tức là một cái mức mà công suất mà đạt cái hiệu năng tối đa của vi xử lý. Thì cái này nó liên quan đến việc mà các bạn, một là liên quan đến hiệu năng của vi xử lý, nó mà mức BL1 càng cao thì hiệu năng càng tốt và buộc lòng phải sử dụng một cái tán nhiệt tốt. Đây là cái điều mà chúng ta lưu ý thôi. Sử dụng tán nhiệt tốt thì không nghĩa rằng mẫu CPU đấy nóng, chỉ là tốt hơn so với những gì mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy qua trên trang chủ. Và câu hỏi số 3 của bạn Văn Hải: em đang dùng SDNV1 của Kingston, càng dùng nhiều thì phần trăm sức khỏe càng giảm, vậy thì lý do đâu? Cái này thì là do quá trình ghi lên NAND flash, tức là trong một cái, nếu bạn sử dụng một cái phần mềm như Disk Info chẳng hạn, bạn sẽ có ghi phần là total NAND ngoài. Và cái phần đấy là phần quan trọng nhất, là đây là cái quá trình ghi lên NAND. Và cái quá trình mình ghi lên NAND càng nhiều thì cái gọi là cái độ cân bằng hao mòn của quyền lưu linh nó càng gia tăng, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền và sức khỏe, tức là cái giá trị TBW. Cái cơ chế mà khi mà các bạn sử dụng mà tụt phần trăm càng nhiều ấy, thì do ghi càng nhiều thì là do cái cơ chế smart, là các phần mềm mà đọc thông số ổ cứng nó sẽ dựa theo cái cơ chế này để mà đưa ra các cái chẩn đoán. Và ví dụ như một cái ổ cứng mà các bạn mới dùng thì đương nhiên là 100%, nhưng sau một thời gian ghi linh đan quá nhiều, quá cái mức mà cho phép, thì nó sẽ tụt xuống khoảng 50 hoặc 40 hoặc 30 tùy vào ấy. Và đến một thời điểm nhất định là nó sẽ không ghi được lên NAND nữa, và coi như chúng ta phải mua ổ cứng mới để chúng ta tiếp tục sử dụng cái quá trình ghi. Thông thường thì cái câu chuyện mà ghi nhiều vậy, em thấy là nhiều anh em chỉ dùng ổ SSD 120GB, như vậy là 256GB mà lại ghi lên rất nhiều. Thường là phân vùng ra chỉ để 100GB cái Win và 100GB còn lại để chứa dữ liệu, nhưng mà họ lại thường copy vào hoặc là lấy dữ liệu ra. Thực ra thì cái ổ mà cái dung lượng càng cao thì cái TBW ấy càng nhiều,
Và như vậy thì cái quá trình e-linkedin tức là càng nhiều ấy thì mình sẽ cái độ sức khỏe hết của phần mềm nó báo sẽ càng ít hơn. À, câu hỏi số 4 của bạn Thanh Duy, giá VGA hiện tại em đã thấy rất rẻ rồi, vậy thì theo anh có rẻ nữa không? Có những mẫu cạc còn giảm đến 50% rồi. Thực ra thì theo như kinh nghiệm của mình cho đến thời điểm này ấy, thì mình thấy rằng là giá VGA cũng đã gần như là chạm đáy, thậm chí là một số mã sản phẩm ấy, là đã xuống sâu hơn mức đề xuất từ NVDA. Thì thực ra thì theo kinh nghiệm của mình thì có thể là với thị trường cung cầu thì mình không dám nói nhiều vì mình không phải là người Data Bullet. Tuy nhiên mình nhìn thấy rằng là có hai lý do chính cho cái việc mà giá VGA xuống đáy như này. Một là cái việc mà VGA hiện tại trên kênh ấy, nó phụ thuộc vào việc chạy đào các cái đồng tiền ảo, trong đó là ETH là chính. Tuy nhiên cái luồng thông tin là ETH sắp không đạp nữa do lên cơ chế bot 2.0. Ngoài ra thì một cái vấn đề nữa chính vì là liên quan đến vấn đề thứ nhất, đó là gì? Cái lượng nhu cầu nó giảm đi, nó giảm hẳn. Và cái trữ lượng nguồn cung mà trong 2 năm vừa qua tăng cực kỳ nhiều, và những cái dòng sản phẩm ấy đang trên giàn đảo. Vì vậy nếu như cái việc mà nguồn cung đi xả ra hàng loạt từ các giàn đảo, các cái trang trại châu ấy, thì cái thị trường nó sẽ trở nên hỗn loạn. Và NVDA hay AMD là những nhà sản xuất bán dẫn thì họ làm chủ được cuộc chơi. Họ dựa theo cái vấn đề là gì? Tôi sản xuất A, giá tôi đã chạm min mà tôi vẫn không lỗ. Trong mấy 2 năm qua tôi đã ăn rất nhiều rồi, thì tôi xả một thời điểm để cho cái gì hàng hàng châu là chết, tức là những cái chỉ lượng châu nó chết không có thể quay trở lại được trên kênh, thì nó sẽ giảm được cái lượng mà lượng nguồn cung đi nhiều một chút, và như vậy thì hãng buộc lòng cũng phải giảm giá một cái thời điểm này cho hàng mới, để cái việc mà châu cày nó xả ra thì đương nhiên là lỗ quá người ta sẽ không xả nữa, họ cứ tiếp tục đào thôi. Thì đây là một trong cái lý do mình nghĩ rằng là VGA đến hiện tại là chạm đáy. Và nó không hề liên quan nhiều đến cái việc dòng RTX 4000 series sắp ra mắt. Vì đương nhiên là nhà sản xuất họ làm chủ cuộc chơi thì họ có thể xét mức giá của RTX 4000 series cao hơn so với RTX 3000 để mà người dùng người ta chưa thể với được. Để tránh cái tình trạng gọi là bị lệch thị trường ấy, bởi vì ngày trước ấy có những cái câu chuyện những cái giàn đảo châu gỡ xuống ra so với giá mới nó chênh quá nhiều. Thế nhưng bây giờ thì ông có hai lựa chọn, một là bỏ thêm một chút để ông mua mới 100%, đúng rồi, hai là ông sẽ khá là hên xui khi mà ông mua lại một hàng đã qua châu cày, bởi vì không phải con trâu nào nó cũng sạch sẽ, những con trâu nó đẹp, những con trâu nó được hàng, nó được sửa chữa, mà đôi khi người dùng cơ bản không thể nào biết được. Rồi, câu hỏi của bạn Thành Văn cho em hỏi, màn hình em có quầng sáng thì là lỗi gì và cách giải quyết thế nào ạ? Thì cái câu chuyện này, màn hình máy tính này nó được thiết kế gồm nhiều lớp, trong đó có cái lớp chung gọi là Blacklight Unit. Đây là cái lớp đầu tiên và ở phía sau. Ở lớp này thì có một cái thành phần gọi là Light U Ray, tức là đảm nhiệm cái chức năng phân bổ ánh sáng từ cái đèn LED phổ đều bên dưới cho các lớp LCD bên trên ấy. Khi có hơi ẩm thâm nhập thì cái lớp này nó sẽ bị ảnh hưởng và nó nảy sinh ra hiện tượng quần sát. Và đây là một trong những lỗi mà thường chúng ta gọi là lỗi CID, lỗi người dùng. Vì tất nhiên là sẽ có một số trường hợp là do thiết kế của nhà sản xuất không tốt, nhưng mà đối đa phần thì là đều là lỗi CID. Và các bạn biết rằng ở thời tiết, đặc biệt thời tiết miền Bắc mình thì trời ấm nồm, thì các bạn có bật máy như thế nào ấy, thì cái hơi ấm trong không khí nhé, hơi ấm trong không khí, đặc biệt các bạn có một cái máy đồng hồ mà đo cái độ ấm ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái độ ấm trong không khí rất là cao, thì cái độ ấm ấy nó sẽ len lỏi vào các linh kiện bên trong và chúng ta không thấy bằng mắt thường. Do đó nó vẫn có ảnh hưởng đến cái việc mà liên quan đến gọi là quần sáng hay bị ấm dí mạnh đấy. Mà chúng ta nó là một quá trình theo nhiều thời gian. Các bạn đừng có, tôi thấy là lên mạng nó bảo tôi có đổ nước vào đâu. Không, các bạn không đổ nước. Nhưng mà thực tế nhá, hơi ấm nó vẫn len lỏi vào đấy các linh kiện bên trong. Do đó rất nhiều nhà sản xuất họ cũng có những cách là, tức là họ dùng một cái lớp phủ chống phủ 3D, chống oxy hóa chẳng hạn, hoặc là dùng những cái linh kiện có chất lượng cao để mà cái giá trị hao mòn chống được oxy hóa tốt hơn. Và như vậy thì cái trường hợp của bạn thì nên đi bảo hành sản phẩm. Và thường thì các nhà sản xuất thì vẫn sẽ có hỗ trợ bảo hành trong các vấn đề liên quan đến lỗi quần sáng này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đây là một câu hỏi khá hay. Em thấy những cái thông tin trên mạng đồn thổi rằng Intel Gen 13 rất nóng, lên đến là 420W. Điều này có đúng hay là không anh nhỉ? Gen 13 chưa ra mắt, chúng ta mới có những cái thông tin ở trên mạng thôi. Thì anh đánh giá nào? Nói về cái việc mà leak thông tin ấy, thì thực ra các hãng người ta cho phép leak thông tin hé từng bước một thông qua các cái tester hoặc là những cái người có ảnh hưởng trên cái cộng đồng mạng.
Và về mặt kỹ thuật thì Intel Gen 13 với Intel Gen 10, Gen 11, Gen 12 nó cũng na ná nhau. Em đều biết là khi mà Intel Gen 10 ra cũng có những thông tin là ăn 350W, 400W này. Rồi Gen 11 cũng không khác gì luôn này. Gen 12 cũng chả khác gì luôn, cũng 400W đấy, trước các bài cũ. Và Intel Gen 13 lại vừa rồi lại có thông tin là 420W. Tuy nhiên ấy, đây không phải cái mức mà như anh vừa nói là cái giá trị BL1, BL2 vừa rồi. Đây là mức BL4. Intel ghi rất rõ trên trang chủ đây là giá trị gia tốc vi mô tính bằng mili giây. Cái giá BL4 này sẽ đạt được khoảng 10 mili giây là lại giảm về giá trị BL2, BL1. Do đó mà kết luận dựa theo các cái thông tin mà mới leak ra trên mạng ấy là ăn 420W điện là không chính xác. Và cái việc mà các bạn cái việc mà giá trị BL4 này thường có tham khảo để khi lựa chọn bộ nguồn cao cấp. Từ với những cái khi nó bích lên 420W mà nếu chúng ta dùng một bộ nguồn cùi ấy là cái hệ thống nó là liên quan rack. Và cái này nó không biểu thị được cái việc là chúng ta ăn điện cho toàn hệ thống. Nên nhớ là như vậy. Và chúng ta cũng cần biết rằng là Intel Gen 13 chưa ra mắt thì các cái thông tin đồn thổi xung quanh nó chỉ mang tính tham khảo, không mang tính kết luận. Ngoài ra cần hiểu rõ về cái đặc tả kỹ thuật của các cái giá trị của vi xử lý như BL1, BL2, BL4 hay gì. Khi mà lựa chọn những bộ nguồn, ví dụ như là chúng ta biết được cái PL4 đây đi, mình cứ lấy ví dụ thôi là 400W, cả chúng ta 300W thì cộng tất cả thành phần linh kiện vào thì tối thiểu chúng ta cũng cần những bộ nguồn 900 cả 1000W để dự phòng. Chứ không phải là anh em mua bộ nguồn 1000W về sau khi anh em sử dụng CPU ăn 400W, CPU ăn 400W thì tản nào mà chịu nổi. Nếu mà các bạn dùng bộ nguồn bộ tán nhiệt IO xịn nhất bây giờ thì cũng chỉ tải khoảng 300 đến 310W. Vừa cắm thì cái là lên bích cái đó hiện tượng tụt xung xảy ra ngay chứ không có chuyện đấy. Và một cái tester khác họa tiết lại thì cái Intel Gen 13 tức là 13.900K ở mức xung 5.2 Vico chỉ ăn khoảng 253W ở BL2 và nhiệt độ đạt được chỉ có 77 độ trong cái nhiệt độ phòng là 22 độ, tức là nó còn mát hơn so với 12.900KS vừa rồi. Mát hơn Gen 12. Mát hơn Gen 12 mà trong khi hiệu năng nó multi-core nó cao hơn. Thì chúng ta đừng vội đưa ra bộ kết luận gì là nóng hay là mát đây cả. Chúng ta chỉ nên là đứng người ngoài, chúng ta theo dõi, chúng ta xem và chúng ta bàn luận trên một cách dựa trên tinh thần và kỹ thuật. Chứ nhiều người mình thấy link clip vội vàng là ôi dồi ôi 420W nóng lắm, kinh lắm. Mình chỉ cười thôi. Có vẻ như những cái câu hỏi liên quan đến điện năng tiêu thụ của CPU trước giờ vẫn là một chủ đề hot. Vậy thì anh em nghĩ sao khi mà cái số hỏi đáp thứ 9 mình và anh Tiến sẽ cùng nhau tập trung chính vào cái chủ đề liên quan đến điện năng dành cho CPU. Và anh em có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở ngay dưới mục comment của video để chúng mình biết đâu có thể cho vào số hỏi đáp tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.